Là một tựa game Endless Runner, Brain Heroes cho bạn bỏ qua hoàn toàn cơ chế điều khiển di chuyển. Điều bạn cần là khả năng quan sát và phản xạ nhanh nhạy để có thể về đến đích cuối cùng. Điểm nổi bật là game có pha trộn những yếu tố hành động, cho phép nhân vật chính có thể tấn công trực tiếp vào kẻ địch trước mắt với đủ loại vũ khí, từ trường thương, đao bạc, nước thánh cho tới kiếm phép. Với phong cách lối chơi dễ dàng làm quen, yếu tố hành động thêm thắt vào một nền đồ họa 3D bắt mắt thì đây sẽ trở thành một tựa game đáng để thưởng thức trên Android. Call of Champion, tân binh dưới tay của Space Time Studio sau một thời gian dài tiến hành thử nghiệm Close Beta này đã chính thức đi vào giai đoạn soft launch. Không giống như những tựa game MOBA thông thường, Call of Champion có một công thức lối chơi rất đặc biệt khi không sử dụng hệ thống lên cấp hay mua đồ, thậm chí loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Creep. Nhiệm vụ duy nhất và trọng yếu hàng đầu của hai bên trong Call of Champion là đưa viên ốc của phe mình tiến về phía đối phương, sử dụng nó để chiếm điểm. Đặc biệt, mọi trận đấu trong game chỉ giới hạn trong 5 phút và khi đồng hồ điểm deadline, nếu chưa có đội nào kết liễu nhà chính thì hệ thống của game sẽ tính đến số trụ mà mỗi bên đánh sập và xa hơn nữa là số lần người chơi hạ sát đối phương. Final Fantasy 7 là tựa game nhập vai đến từ Square Enix đã chính thức cập bến iOS cho chúng ta cơ hội trở lại với những ký ức đẹp ngày nào. Nhìn sâu vào bên trong, Final Fantasy 7 là một câu chuyện về sự dũng cảm, ý chí, về những mưu đồ quỷ quyệt, về sự hận thù đến mù mắt và cơn khát quyền lực tột cùng. Trên tất cả là về tình yêu và cái chết. Ở đó, bạn sẽ song hành với Cloud, một chiến binh đánh mất ý niệm sống đang kiếm tìm mục đích cho bản thân mình. Tifa, một cô gái kiên cường nhưng mang trái tim ấm áp. Aerith, người trốn chạy cuộc truy đuổi của tập đoàn Shinra, vốn là nơi mà Cloud từng phục vụ. Không ai hay biết, cô sẽ là người thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Frozen Synapse Rise là một tựa game nằm trong nhánh game chiến thuật nhóm, áp dụng cơ chế theo lượt như những bàn cờ vua. Khởi đầu mỗi lượt chơi, game thủ sẽ có khoảng thời gian vô giới hạn để vạch trước hướng đi cho đơn vị của mình, chọn cho mỗi người lính hành động đặt sẵn. Một khi ra lệnh bắt đầu màn chơi, Frozen Synapse Rise sẽ thực hiện tất cả kế hoạch của người chơi đề ra trong thời gian thực, dựa trên những yếu tố như hướng nhìn của đơn vị, tốc độ di chuyển, tư thế đứng và hành động bạn chọn trước đó để quyết định ai sống ai còn. Blitzcrank Pro Roundup là tựa game mang tới cộng đồng màu sắc vui vẻ với phong cách lối chơi hết sức giản đơn. Mang cơ chế như một tựa Endless Runner, game đòi hỏi người chơi phải thật khéo léo bám đuôi đàn Poro chạy phía trước. Càng thu về được nhiều Poro, điểm số của game thủ sẽ ngày một tịnh tiến. Nhưng chướng ngại không chỉ có vậy vì nguy hiểm sẽ bám đuôi Blitzcrank từ phía sau cũng như ập đến từ phía trước với dạng thể của những tướng liên minh huyền thoại. Để tăng thêm phần thú vị, game thủ cũng có thể thay skin, thậm chí còn có thể trang bị hệ thống tăng cường khả năng cho nhân vật game của mình. Về cơ bản, concept trong Basecraft cũng khá đơn giản. Bạn sẽ phải khám phá và thoát khỏi những mê cung huyền bí đầy rẫy bẫy chết người. Người chơi được phép tùy chỉnh nhân vật, hoàn thành từng màn chơi, tránh những hòn đá tảng, những con nhân như máu lạnh, tìm thanh gươm giúp tiêu diệt kẻ thù và lối thoát thân. Thực tế mà nói về mặt đồ họa, Basecraft sở hữu nhiều nét tương đồng với Tiny Tower. Với những nhân vật tí hon, người chơi có nhiệm vụ xây dựng mê cung để thách thức bạn bè khám phá. Mỗi lần có người viếng thăm mê cung, bạn lại được tặng thưởng một lượng tiền nho nhỏ giúp ích cho việc nâng cấp và mua các vật phẩm giúp phát triển mê cung của riêng mình. Bloodgate: Age of Akemi là một game nhập vai mà người chơi sẽ phải chọn và được phép tùy chỉnh một trong ba lớp anh hùng làm nhân vật đại diện chiến đấu cho danh dự của mình. Sứ mệnh bạn mang theo là ngăn chặn dịch bệnh tàn phá đang lây lan trên khắp quê hương Toski. Game cho phép người chơi tùy chỉnh tới hơn 900 kỹ năng và những vật phẩm đặc biệt. Game đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kẻ thù thật kỹ càng và sử dụng thuần thục các kỹ năng vũ khí của mình để có thể vượt qua tới hơn 60 màn chơi đầy hấp dẫn. Flash thoạt đầu nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng game thủ sẽ nhanh chóng cảm nhận được những trường đoạn đấu súng kịch tính với tốc độ cao không khác gì những siêu phẩm FPS hiện thời. Game có nhiều chế độ chơi như Single Player, Deathmatch, Team Deathmatch. Điều đặc biệt của Flash chính là cách thể hiện những trường đoạn đấu súng. Mỗi lần bóp cò, viên đạn mà người chơi khai hỏa sẽ để lại một vệt màu dài phía sau. Thậm chí chúng còn có thể va đập, tác động lên những bức tường, nền đất hay bất cứ vật thể nào xung quanh và thay đổi hướng đi. Đây là game có phong cách chơi đơn giản nhưng độc đáo, đẹp nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu lửa.